Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn vào bếp làm món trứng cút chiên nước mắm. Đây là một món ăn không chỉ dễ làm, dễ ăn mà còn rất là tốt cho sức khỏe nữa. Món ăn đậm đà này chắc chắn sẽ khiến gia đình bạn ăn cơm lắm đấy. Dù bận rộn hay lười nhác một chút đi chăng nữa, nhưng chỉ một chút thời gian bạn vẫn có thể nhanh chóng mang đến bữa cơm gia đình một món ăn mặn vô cùng tuyệt vời. Nào, cùng mình vào bếp đi các bạn. Nguyên liệu cho món ăn này vô cùng đơn giản. Các bạn chuẩn bị cho mình 30 quả trứng cút. Các bạn chuẩn bị ớt, tỏi, hành tím nữa nha. Gia vị sẽ bao gồm có 1 thìa hạt nêm, 1 thìa đường, nửa thìa mì chính, nửa thìa hạt tiêu. Hai thìa nước mắm ngon. Trước tiên ớt, tỏi và hành tím mình sẽ đi thái nhỏ nhé. Bây giờ mình sẽ đi giã nhỏ hỗn hợp này. Xong rồi, bây giờ mình cho ra cái bát nhé. Bây giờ mình sẽ đi pha nước sốt nha. Mình cho 2 thìa canh nước mắm vào. Cho tất cả gia vị vào cùng luôn. Mình sẽ khuấy đều cho nó tan hết gia vị ra. Được rồi, gia vị này mình sẽ để ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đi luộc trứng cho các bạn. Mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước. Giờ mình cho trứng vào nhé. Bật bếp lên và luộc trứng cho nào. Trứng chín rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn một bát nước lạnh. Trứng mất ra thì mình cho vào bát nước lạnh này luôn nhé. Làm như vậy vỏ trứng sẽ không bị dính và mình bóc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Các bạn có thể áp dụng với cả trứng vịt hoặc trứng gà nhé. Trứng bóc xong rồi, mình đưa trứng đi chiên vàng nha. Trứng vàng rồi đó các bạn. Mới chiên thôi mà mình đã thấy rất là thơm. Mình lấy trứng ra bát nhé. Bây giờ mình sẽ đi ướp trứng. Cho một nửa hỗn hợp gia vị ban đầu vào.
rào đều cho trứng ngấm gia vị. Ướp trứng khoảng 15 phút cho các bạn. Nãy giờ mình quên đặt máy quay các bạn ạ. Mình đã cho nửa bát gia vị còn lại vào chảo để nấu. Nhớ cho thêm ít nước lọc nữa nha các bạn. Mình cho trứng vào nồi. Đảo đều cho trứng ngấm gia vị nha các bạn. Bây giờ nước sốt sôi kẹo kẹo lại rồi. Các bạn thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Được rồi đó các bạn, mình lấy trứng ra đĩa nha. Mình dưới nước sốt lên trên như thế này. Thơm lắm đó các bạn. Mình đang chảy hết cả nước miếng ra rồi. Mình cho thêm mấy cọng rau thơm lên trên. Cho thêm vài quả ớt trang trí nha. Vậy là mình đã hoàn thành món ăn trứng chiên nước mắm rồi đó các bạn. Hạnh phúc là có bữa cơm đầm ấm cuối tuần bên gia đình. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé.